thương, và có thể nói rằng người đã nuôi dưỡng, người đã dẫn dắt, che chở của giáo xứ Cá Trắng của biết bạn chị em trong cái thánh chức linh mục, đó chính là cha Pedro Nguyễn Quang Vinh, ngài là cha nghĩa vụ của con. Hôm nay ngài đến với giáo xứ để dâng lễ, để cầu nguyện cho giáo xứ của chúng ta nhân ngày lễ hội bàn. Giáo xứ chúng ta chào mừng ngài bằng một tràng pháo tay to và dài. Và giáo xứ chúng con cũng hân hoan chào đón biết các những người vẫn yêu thương con bằng cách này cũng khác, qua lời cầu nguyện cũng như sự động viên, dù con người tỉnh Khánh Hòa bước vào có thể nói một cuối của tỉnh Ninh Thuận, nhưng rồi các bạn chị em vẫn yêu thương qua sự điều trị của ông bà anh chị em nơi giáo đường Khánh Trắng này. Và hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Teresa Hài Lòng Giêsu cũng là dịp của mạng của rất nhiều quý cô, quý chị em trong và ngoài giáo xứ. Chúng ta cùng nhau chúc mừng nhau bằng một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa và tri ân mọi người. Giờ đây còn là chúng ta nghe những sự Thánh Teresa Hài Lòng Giêsu. Kính mời các bạn nghe những sự Thánh Teresa Hài Lòng Giêsu, cũng là quan thầy của những ngày giáo xứ. Thánh Teresa Hài Lòng Giêsu sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873, qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, là một nữ tu Công giáo, được phong hiệu thánh và được ghi nhận là một tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa chào đời tại Alençon, miền Nam nước Pháp. Teresa là người con thứ trong 9 người con của ông bà Louis Martin và Jeanne Martin. Khi Teresa lên 4 tuổi thì người mẹ qua đời vì ung thư. Ông Louis chuyển gia đình đến vùng Lisieux. Tại đây Teresa theo học tại thư viện Notre Dame của dòng Bene Gesù. Ở tuổi 15, Teresa muốn xin vào thư viện, nhưng ra bề trên của thư viện lại không cho Teresa, còn các mẹ. Thấy được lòng ước cao của con, ông Louis nên cố gắng người lớn tuổi của mình đi thành những người ở Việt Nam. Trong một buổi tiếp kiến chung với giáo hoàng Leo 12, Teresa đã xin Đức Giáo hoàng cho phép mình được nhận thư viện các nhân ở tuổi 15. Nhưng Đức Giáo hoàng Leo 12 lại nói, là con hãy làm theo ý chị trên nhất định. Ít lâu sau, các mục bây giờ ra miền cho về trên đồng các linh mục Teresa. Vào tháng 4 năm 1868, Teresa trở thành một vị tu đồng các nguyên. Thánh Teresa được biết đến nhiều nhất bởi đến đạo đường thơ ấu của mình. Trong việc tìm kiếm sự thánh thiện, Teresa đã có nhiều rằng để đạt được và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa thì không cần phải thực hiện những việc làm thánh hùng hoặc cao siêu. Teresa biết tình yêu chứng tỏ chính bởi việc làm. Vì vậy, làm sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách gắt hoa. Những bông hoa này là tất cả những hy sinh bé nhỏ của mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu. Sáng thứ Sáu Tuần Thánh năm 1896, Teresa bắt đầu ho ra máu, căn bệnh lao phổi đã đi đến hồi nghiêm trọng. Ngày 30 tháng 9 năm 1897, người nữ cung trẻ đã xuất hơi thở cuối cùng ở tuổi 24. 28 năm sau, tức là năm 1925, Đức Giáo hoàng Leo 11 khi phong nữ tu Teresa lên hầu diễn thánh và đặt làm quan thầy bổn mạng cho các giáo xứ truyền giáo được
mừng chính vào ngày 1 tháng 10 ở Long. Xin cảm ơn. Mời cộng đoàn đến chúng ta một cầu nguyện. Nhưng Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sâu sắc Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phó hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, cùng ngày 1 tháng 10, giáo hội mời gọi chúng ta mừng lễ Thánh Trinh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Với 24 năm trên trần thế, 8 năm trong đan điền kín, nữ tu Teresa Hài Đồng Giêsu đã để lại cho giáo hội một con đường nên thánh, con đường thơ ấu. Chính trong tình yêu, trong lòng giáo hội, con xin là tình yêu. Lời của Thánh Nhân nhắc nhở mọi người chúng ta, tình yêu đối với Chúa, đối với anh chị em, đó chính là cái con đường nên thánh mà Thánh Teresa mời gọi chúng ta. Bước vào đầu tháng 10, tháng hoa cũng nhớ mẹ Maria với chàng tuổi mơ côi, xin cho mọi người chúng ta xin ăn với chàng tuổi mơ côi, để như lời mẹ nhắn nhủ, hãy xin ăn và hạ mơ côi, tôn sùng mẫu tâm và đền bù tội lỗi của mình, để mỗi người chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa. Đến lời mẹ của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta thành tâm ăn sáng hối để xứng đáng của Hài Đồng Thánh. Xin Chúa toàn năng thương xót tha thứ và dẫn đưa chúng ta đem sự sống muôn đời. Và tại Jerusalem, các ngươi sẽ được
Bài thứ nhất, Tân Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Quả vậy, phàm ai được phần nghĩ Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã công nhận phần nghĩ, chỉ nên em trở nên thèm nô lệ và phải trở về như xưa. Nhưng là thần khí làm cho em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí tích cực cho ta thần khí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng phải là thừa kế mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ mỗi người, chúng ta sẽ cùng được vinh quang với người. Đó là lời Chúa. Teresa đã nói rằng
Lúc đó tôi cảm thấy cần phải quên mình đi để làm cho kẻ khác được hạnh phúc hơn. Anh chị em thân mến, câu chuyện nhỏ nhưng đã nói lên tinh thần của Teresa, và tiểu sử của Thánh Teresa đã được đọc rõ ràng ngay trước thánh lễ, cho nên tôi không có lượt qua cái tiểu sử của ngài, chỉ biết nói rằng Teresa đã được sinh ra trong một gia đình thánh thiện. Hai ông bà Zeli và Louis Martin, cha mẹ của Teresa, là cặp vợ chồng đầu tiên được phong thánh cùng một lần vào ngày 19 tháng 10 năm 2008. Và chưa hết, ngày 2 tháng 7 năm 2015, một chị gái của Teresa, tức là Sơ Liêu Ni Mạc Ta, cũng được nâng lên bậc tơi tới Chúa, dọn đường cho viện công thánh. Một gia đình thánh sinh ra nhiều vị thánh. Lượt qua trong cái lời nguyện nhập lễ, chúng ta thấy là lấy ý tưởng trong Ma-thi-ơ 11:25, cầu xin Thiên Chúa đứng mở cửa nước trời cho những người bé mòn. Cho chúng ta biết được theo chân Thánh Nữ Teresa hay là Giê-xu bước đi trên con đường phó thác. Đó là con đường nhỏ mà Thánh Nữ đã nói đến trong tiểu sử Một Tâm Hồn, khi biết con là tạo vật hèn mọn nhất, con biết cái sự khốn nạn và yếu hèn của con, nhưng con cũng biết các tâm hồn cao quý và quảng đại yêu thích làm điều thiện biết bao. Vì vậy con này xin Chúa đứng toàn phúc ở trên trời, xin nhận con làm con Chúa. Ôi người yêu của con ngài này xin ngài ghé mắt quá nhìn vô số những tâm hồn bé mọn. Con này xin ngài thương chọn trong thế giới này một đạo binh những tâm hồn bé mọn đáng được ngài yêu thương. Và trong tin mừng của thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hoán cải mà trở nên giống trẻ thơ thì các con sẽ không được vào nước trời. Anh em thân mến, tinh thần trẻ thơ đối với Thánh Nữ Teresa thành Lisieux là người chấp nhận tất cả với thái độ vâng phục và phó thác như người đầy tớ đau khổ trong sách Isaiah. Này con đây, chính vì vậy mà chương trình sống đã có khi mà Teresa chọn tên mình lúc được nhận vào dòng Carmen, tức là dòng tiếng Teresa hài đồng Giê-xu và thánh danh Chúa Giê-xu. Và đúng loại thử thách không ngừng giúp cho thanh nhận chị và dẫn chị tới mức độ thánh thiện ngày càng cao hơn. Đời sống hàng ngày trong công việc, anh chị em có đến dòng tiếng hay nhân gian mới thấy gặp là yên tĩnh, nhưng mà Teresa đã diễn tả như là một cái lạnh, một cái tình trạng khô khan. Nhưng mà cái tình trạng khô khan thiêng liêng đó, những cao điểm về tim cũng như là những đau khổ do sức khỏe đã làm cho Teresa chịu đau khổ rất nhiều. Nhưng trong sự đau khổ, ngài đã đạt tới sự thành tựu. Tất cả những điều này đã làm chứng một tâm hồn thanh tịnh và mạnh mẽ phi thường, hoàn toàn khó khăn cho tác động của Thánh Thần và hoàn toàn dân hiến cho tình yêu nhân từ của Chúa. Ôi con yêu Chúa, lạy Chúa, con yêu Chúa, đó là những lời cuối cùng của chị trước khi qua đời. Anh chị em thân mến, Thánh Teresa mới có 15 tuổi đã xin vào dòng tín và ngài đã được tuyên khấn vào ngày 18 tháng 9 năm 1890, và chị đã nói rằng vào dòng tín để cứu rỗi các linh hồn
và nhất là để cầu nguyện cho các linh mục. Năm 1895 rất còn trẻ mà chị Teresa đã được cử làm chị linh hướng cho một chúng sinh có ý hướng đi truyền giáo tên là Belier. Và năm sau ông thầy này lại có thêm một anh linh hướng là cha Rua thuộc hội truyền giáo Paris, một cái hội đã cống hiến nhiều nhà truyền giáo, nhiều thánh cử đạo cho giáo hội Việt Nam, mà chúng ta ở Nha Trang có một bình định cùng pha ra này hay gọi là pháp cố. Và tháng 11 năm 1896 thì chị đã làm tròn chủ nhật kính thánh cử đạo Teo Phan Vena, là vị cử đạo tại Việt Nam năm 1861 tại Hà Nội, để xin ơn được đi truyền giáo ở Đông Dương. Nhưng mà không lâu sau đó, chứng sốt huyết phổi của chị bị lại tái phát. Tiếp là ý muốn của chị là nhập dòng tiến Sài Gòn. Tôi xin nhắc lại, Thánh Teresa đã có ý nhập dòng tiến ở Sài Gòn của chúng ta. Ý định đó đã không thành, bởi vì Teresa đã trút hơi ở cuối cùng ngày thứ năm 30 tháng 9 năm 1897, lúc 7:20 tối, sau một cơn thâm phổi kéo dài 2 ngày. Thánh Teresa cũng đã được tuyên bố là đầu bổ mạng các sứ truyền giáo ngang hàng với Thánh Francisco Xavier. Đó là câu chuyện về một thánh nữ rất trẻ, thánh nữ Teresa hài đầu Giêsu, tiến sĩ hội thánh, đầu bổ mạng các sứ truyền giáo như vừa nói, vừa bổ mạng của nhiều giáo sứ. Chẳng hạn như ở Ninh Quận Pha La này thì giáo sứ Song Mỹ Bà Râu, ở Nha Trang thì có giáo sứ Ngọc Thanh, và có rất nhiều phụ nữ của giáo hội Công giáo. Ở Nha Trang có một trường hợp rất đặc biệt, đó là ông cựu chủ tịch giáo sứ Lan Tông, tên đầy đủ của ông ấy đã qua đời là Teresa Bùi Ngực, một người đàn ông mà lấy tên Thánh Teresa. Đặc biệt và rất đặc biệt, Thánh nhân Teresa cũng là bổ mạng của giáo sứ đã đánh giáo hoàng Linh Phước giáo nhân dân của chúng ta. Và với cái lãnh đạo đơn sơ bé nhỏ như vậy thì Thánh nhân đã được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị tặng phong tước hiệu tiến sĩ thứ 33 của hội thánh, ngang hàng với những vị thánh không thánh của giáo hội như là Thomas Aquino, Agustino, mẹ Thánh Teresa Avila vào ngày 19 tháng 10 năm 1997. Ngày hôm đó tôi cũng có diễn phúc được tham dự thánh lễ tại Lisieux nước Pháp, là quê hương thứ hai và cũng là nơi tu luyện của thánh nữ, cho nên người ta đã gọi Thánh nữ Teresa là Teresa thành Lisieux hay là Teresa thành Giêsu để phân biệt với Thánh nữ Teresa Avila. Anh chị em thân mến, mừng lễ bổ mạng của Teresa năm nay 2023, chúng ta cảm thấy thế nào? Chắc là chúng ta cảm thấy tự hào và hân hoan vì có một vị thánh nhỏ bé nhưng vĩ đại là Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Rồi chúng ta cũng tràn ngập lòng biết ơn Thiên Chúa qua sự bầu cử cũng như gương lành của Thánh Cổ Mạng, vì đã ban xuống nhiều phúc lợi cho giáo xứ trải qua bao nhiêu năm tháng, từ những ngày sơ khai khi còn là một giáo hội nhỏ bé của giáo xứ Tấn Đài. Chúng ta cũng không quên tri ân các vị chủ tranh đã có công khám phá và khai phá mảnh đất thiêng liêng này, để rồi từ một giáo họ nay đã trở thành một giáo xứ với sức sống đang vươn lên. Chúng ta cũng một lần ý cộng tác các vị quốc gia xứ đương nhiệm, để Ngài có đủ nghị lực và ân Chúa chung toàn sứ vụ chăm
nhờ hầu giáo sứ cùng đoàn kết và hiệp nhất để mỗi ngày một lớn mạnh hơn về mọi mặt. Và đặc biệt rất quan trọng tiếp tục sống linh đạo bé thơ hạnh mọn phú pháp của thánh nữ Teresa hai lần Giêsu, có thể nói được một cách đơn giản là người con gái nhỏ nhẹ của Thiên Chúa Cha và là người yêu bé bỏng của hai đời Giêsu. Amen. Chúa chúng con đang cùng Chúa
nhiều việc kỳ diệu với thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu, xin vui lòng chấp nhận lời tên chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô của chúng con. Chúng con này xin yêu thương sau tất cả chúng con trên môi trường đầu lớn.
cùng với đức thánh đức Maria mẹ thiên chúa, thánh Giuse và thánh Giăng cũng chính là các thánh cao cầu, thánh nữ Teresa hay là Giêsu và toàn thể các thánh sống đời thần chúa quang hồng cả đời, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh chúa nhờ đức Giêsu Kitô con chúa. Chính nhờ người con người và cho người và ba chất như và vinh quang đều quy về Chúa là cha toàn năng trong sự hồng nhan của Chúa thánh và đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và đang về nước người dân chúng ta đang nguyện rằng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Thầy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Đến khi Thiên Chúa nên xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự thì Thiên Thiên Chúa. Thiên Chúa hồi xưa quyết định giáo sứ vàng quý đặc nhân
cùng các đồ đệ, ông bà, chị em, chồng giáo xứ. Hòa chung niềm vui của toàn thể giáo hội, hôm nay giáo xứ chúng con hoan hoan mừng kính toàn thể để thánh tử trên xa. Ngài đọc Chúa Giêsu là quan thầy của giáo xứ chúng con. Chúng con đồng kính với lên khi Chúa rời chi ân thật tạ. Chúc mẹ giáo xứ chúng con vô cùng vinh dự vì đã có được sự hiện diện của cha bố. Mặc dù cha rất bận rộn nhiều công việc, song vì yêu thương giáo xứ đỏ của chúng con nên đã ưu ái lời ân quý báu, không ngại đường xa xa xôi đến để thông đọc dân thánh lệ và chung lời cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn cha và của con cha luôn mãi yêu thương và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con càng ngày càng phát triển hơn. Kính thưa cha mục sư, để chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay, với vai vị chủ trang, cha đã lo lắng đốc thúc con công cụ thể các khâu tổ chức để có được ngày hội bài hôm nay được tốt đẹp. Với tinh thần nhiệt huyết và tác động, không chỉ kết quả của ngày hôm nay mà còn trong những năm qua, cha đã tin lòng chăm lo cho giáo xứ chúng con không ngày nào lãng thân, luôn tham gia các công việc xây dựng tu sửa của giáo xứ. Mặc dù cha đã cho kinh phí cho công việc, ngoài việc dạy dỗ trong giảng lời Chúa, cha còn quan tâm trợ giúp hàng trăm các gia đình nghèo trong giáo xứ. Với ấn độ hoàn tại bao nhiêu, luôn hai hướng đến nửa lạc của chúng con có biết nói gì hơn là xin cảm ơn cha cho mọi điều cha đã làm cho giáo xứ chúng con. Cầu xin khi Chúa ban cho cha luôn hoàn hồn khởi sát để tiếp tục nhiều đến giáo xứ chúng con trong những năm sau này. Còn chúng con xin hứa sẽ cố gắng khắc phục vượt qua những thiếu sót về để cho đời sống xã hội để trở thành những kỳ cơ hội tốt cho giữa hôn của các đoàn của cha. Và giáo sư chúng con cũng xin cảm ơn Chí Sơ đã kết hợp với cha sở như mới hồi đầu để tổ chức ngày hội bài của giáo sư hôm nay được tốt đẹp. Và cũng xin cảm ơn tất cả Chí Sơ của đoàn đi băng dòng phía tâm trước này đã thay đi nhau về đây để giáo sư chúng con. Mặc dù giáo sư vẫn còn thiếu thốn rất nhiều về vật chất sinh hoạt hàng ngày, nhưng các sơ vẫn vui vẻ hy sinh hàng tình chăm lo nhiều nhất trong cuộc đời đã được phát triển như ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa luôn yêu thương gìn giữ trở về cho sơ và luôn cảm nhận được hạnh phúc vui vẻ trong suốt mặt trời như của mình. Và cũng xin cảm ơn quý đại diện của các giáo sứ bạn đã đến tham dự để cùng chúc lời cầu nguyện cho giáo sứ, cùng chung vui cho buổi tiệc mừng, cùng các dịp để chúng ta giao lưu học hỏi trên tinh thần yêu thương đoàn kết. Đã có bộ thời gian để tham dự ngày vui của giáo sứ chúng tôi. Giáo sứ chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự đóng góp của quý nhân dân cho các công trình xây dựng của giáo sứ. Xin chúc mừng, xin kính chúc gia đình quý nhân dân được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và giáo sứ chúng tôi cũng luôn được đón nhận sự giúp đỡ quý báu của quý vị. Cuối cùng xin cảm ơn quý khách, các đồ đệ, ông bà, chị em trong giáo xứ đã đến tham gia tham dự ngày vui của giáo xứ. Cảm ơn sự đóng góp về tinh thần cũng như vật chất cho giáo xứ và cũng luôn đó một những ý kiến xây dựng để giáo xứ chúng ta đang ngộ nhận được hoàn thiện hơn. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha bố, quý sư, các sở,
quý nhân dân các vị đại diện giáo sứ bà quý khách, nguyện xin Thiên Chúa ban ngôi hậu ân cho quý cha quý sơ của tất cả quý vị có trong ngày hôm nay, và cũng nguyện xin cho tất cả gia đình trong giáo sứ chúng ta biết sống tha thứ, thương yêu độ ơn lẫn nhau, nhất là luôn kiên vững lòng tin nơi Thiên Chúa. Cầu xin hết lời. Hoa hồng xuống cho đoàn con, nguyện xin Thánh Teresa hai đồng cầu bầu cùng Chúa cho đoàn con biết sống một cuộc sống luôn hy sinh khiêm nhường, nguyện cầu yêu thương noi gương thánh nhân ngày xưa. Teresa đẹp hơn muôn hoa, nương tựa nơi Chúa luôn tin yêu trong cây. Teresa khao khát từng ngày, ơn gọi nên thánh sống một đời hiến dâng vì yêu, dâng muôn hoa và dâng câu ca. Ca mừng thánh nữ Teresa trên trời, xin yêu thương nâng đỡ phù trì, xin thương cầu bầu cho đoàn chúng con Việt Nam. Nguyện xin Thánh Teresa hai đồng cầu bầu cùng Chúa cho đoàn con biết sống một cuộc sống luôn hy sinh khiêm nhường, nguyện cầu yêu thương noi gương thánh nhân ngày xưa. Nguyện xin Thánh Teresa hai đồng cầu bầu cùng Chúa cho đoàn con biết sống một cuộc sống luôn hy sinh khiêm nhường, nguyện cầu yêu thương noi gương thánh nhân ngày xưa. Nguyện cầu yêu thương noi gương thánh nhân ngày xưa. Nguyện cầu yêu thương noi gương thánh nhân ngày xưa.
cho nên cũng thuận tiện cũng là một nơi để cho bà con cùng họ tại đây để mà cùng thờ Chúa cũng như sinh hoạt với nhau. Cũng xin chúc cho mọi người mạnh khỏe, như cho mọi nhánh cộng tác với đại sứ chẳng những đại sứ lưu nhiệm tương lai để luôn luôn sống làm chứng cho đồng bào ở xung quanh là có Chúa Giêsu, có Thiên Chúa luôn ở với mỗi một người chúng ta. Đó là cái sự khác biệt giữa những người không biết Chúa và những người biết Chúa. Và cũng thêm là từ bên trước đến những người xa sống đơn sơ thô thác như em nhỏ đối với người cha xa luôn của mình. Xin chỉ lời xin cho mình chị em và xin tất cả mọi người trong nhân sinh. Một lần nữa con xin cảm ơn cha bố thầy chủ con và nhân ngày lễ Thánh Teresa Hạt Đồng Giêsu cũng là dịp để muốn bàn của rất nhiều quý chị em, quý cô có mặt ngày hôm nay cũng mừng lễ ôn hòa của chính mình. Con cũng nói là cứ lên nhà thờ Đại Thánh nhà cha sẽ tái một cái buổi lễ ôn hòa siêu to khổng lồ. Thì hôm nay ai là địa chỉ ở đây thì cha cũng xin tải một cái thánh lễ của mình với thánh lễ rất là đẹp. Cảm ơn các sơ đã cắm hoa làm cho cái thánh của Đại Thánh như giáo xứ thành phố chứ không phải là giáo xứ nông thôn nữa. Rồi cảm ơn các sơ đã cho giáo xứ một cái bài múa rất là ý nghĩa để tạ ơn Chúa và vì thế tự cảm ơn thiên nhân và quý khách cũng như bà con ở Sư Ca Trăng. Với tất cả các thầy đó, lời tri ân cảm ơn xin gửi đến các bạn anh chị em cũng như lễ mời đồng bào đứng chúng ta tiếp tục chương trình. Chúa của anh chị em. Xin được thay mặt cho cha sở giáo xứ Đá Trắng xin gửi đến cho tất cả quý khách lời cảm ơn chân thành, lời mến chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, và trước khi đi vào buổi lễ ngay bây giờ con xin được mời cha sở của giáo xứ nhà thờ Đá Trắng sẽ đồng mà tiến về sân khấu ngày hôm nay sẽ làm dấu ạ. Con xin được mời cha sở giáo xứ Đá Trắng ạ. Thank you.
cha Phêrô cũng như quý ông bà anh chị em từ các giáo xứ Xuân Ninh, Hồ Diêm và những người ở ngoài Nha Trang, những người thân thương của giáo xứ Đá Trắng cũng là đặc biệt là của con. Hôm nay mình có một cái ngày vui để hội ngộ nơi một cái mảnh đất mà rất là xa, đó chính là Đá Trắng. Ở nơi đây cũng để kết nối yêu thương giữa những con người xa lạ với nhau, vì đó là tình yêu của Chúa muốn kéo chúng ta gần lại với nhau. Và ngày hôm nay thì cha rất là vui để gặp tất cả và anh chị em nơi cái mảnh đất cuối cùng của Ninh Thuận này, để rồi trong tâm tình của những người con một cha trên trời, chúng ta xin Chúa chúc lành cho cái bữa tiệc mừng bổn mạng thánh nữ Teresa, bổn mạng giáo xứ Đá Trắng của chúng ta. Nhân dân cha và thương và thánh thần, lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con vì những lương thực do ông rải Chúa ban cho chúng con đây, để yêu mến và phụng sự Chúa nhiều hơn dịp lễ bổn mạng Teresa, bổn mạng giáo xứ Đá Trắng của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúc quý khách ngoan miệng. Niềm tin trong tim từ trời cao, Thiên Chúa đang chờ đón.